Thư xin kính chào quý vị và các bạn, và sau đây sẽ là dự báo thời tiết cho tỉnh Lâm Đồng đêm nay ngày mai 25 tháng 9 năm 2022. Quý vị và các bạn thân mến, trong 24 giờ qua, thời tiết của tỉnh Lâm Đồng là nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều và tối có mưa rải rác tại nhiều nơi. Và trong 24 giờ tới đây, theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn tỉnh Lâm Đồng, thì tỉnh ta sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng rìa phía nam của giải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung Trung Bộ đối với nhiễu động trên khu vực Biển Đông, kết hợp với gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình. Do vậy, thời tiết trong toàn tỉnh sẽ có khả năng như sau. Khu vực phía bắc của tỉnh bao gồm thành phố Đà Lạt, huyện Lạc Dương và huyện Đam Rông. Nhiệt độ tại đây dao động trong khoảng từ 15 đến 24 độ, độ trung bình từ 85 đến 90%, trời se lạnh vào sáng sớm và chiều tối. Tại khu vực này, được dự báo mưa rải rác vào đêm mai, ban ngày trời nắng gián đoạn, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Và tiếp theo là khu vực phía đông của tỉnh, bao gồm các huyện Đơn Dương, Đức Trọng, Lâm Hà và Di Linh. Cũng tương tự tại khu vực này, ngày mai sẽ có mưa xuất hiện ở nhiều nơi, kèm theo đó là dông lốc và gió mạnh. Ban ngày trời nắng gián đoạn, có mưa đêm rải rác tại nhiều khu vực, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ dao động từ 19 đến 28 độ, độ ẩm trung bình từ 82 đến 87%. Và tiếp theo là khu vực phía nam của tỉnh Lâm Đồng, bao gồm thành phố Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm. Nhiệt độ tại đây dao động trong khoảng từ 19 đến 28 độ, độ ẩm trung bình từ 85 đến 90%. Thời tiết tại khu vực phía nam này sẽ xuất hiện mưa rào rải rác tại nhiều nơi, đặc biệt là vào buổi chiều và tối. Cuối cùng là khu vực phía tây nam tỉnh Lâm Đồng, bao gồm Đạ Oai, Đạ Tẻ và Cát Tiên. Khu vực này trời duy trì nắng nóng vào buổi trưa, chiều và đêm có mưa rải rác, có nơi có mưa vừa. Nhiệt độ dao động từ 23 đến 31 độ, độ ẩm trung bình từ 82 đến 87%. Quý vị và các bạn thân mến, một tin vui cho ngành nông nghiệp đó là sau tỉnh Đắk Lắk thì lô hàng sầu riêng của tỉnh Lâm Đồng của chúng ta cũng đã xuất phát lên đường qua cửa khẩu Hữu Nghị để xuất khẩu sang Trung Quốc. Và trong chương trình 365 ngày chuyển động được phát sóng tiếp theo đây, mời quý vị và bà con cùng chứng kiến hình ảnh những chiếc xe sầu riêng đầu tiên của Lâm Đồng sẽ được bán sang Trung Quốc qua đường chính ngạch. Còn bây giờ như thường lệ sẽ là dự báo thời tiết cho những thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và bảng nhiệt độ các tỉnh thành trong cả nước. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.